Xin chào các bác, tôi là Samurai. Justice League sắp ra mắt trên màn ảnh rộng và hầu hết các nhân vật trong phim đều khá quen thuộc với khán giả. Chúng ta có Batman là đấng vĩ đại của Battle. Chúng ta có trị đại Wonder Woman vừa ra mắt phim mới. Có Flash Timeline Fucker quá quen thuộc trên series của CW. Cyborg thì hầu hết chúng ta đã thấy trong series Teen Titan khi còn nhỏ. Aquaman hoàn toàn ngược lại. Đây là lần đầu tiên chúng ta được chứng kiến nhân vật này trên màn ảnh lớn. Vì vậy tôi muốn giới thiệu mọi người về nguồn gốc của anh. Anh làm được những gì? Và mong là xem xong mọi người sẽ hiểu hơn về nhân vật này. Và khi xem Justice League, mọi người sẽ thấy Aquaman bá thế nào. Aquaman lần đầu xuất hiện trong DC Comics trong Adventures Comics issue số 260 năm 1959. Câu chuyện về anh như thế này. Thomas Curry là một người trong ngọn hải đăng ở biển Đại Tây Dương. Trong một đêm trực, Tom phát hiện ra một người phụ nữ giạt vào bờ và vội vàng đến cứu. Người phụ nữ này tên là Atlanna. Người phụ nữ đó biến ngọn hải đăng thành nhà của mình và dần dần họ nảy sinh tình cảm. Không lâu sau, Arthur Curry ra đời. Một ngày nọ, Tom phát hiện ra con trai mình đang chơi đùa với một con rùa ở dưới biển. Sau hơn một tiếng đồng hồ và không hề ngoi lên, điều này khiến Tom băn khoăn về nguồn gốc của Atlanna. Lúc này thì Atlanna đang bị ốm. Cô hé lộ rằng cô là nữ hoàng của Atlantis và bị trục xuất bởi thế giới đó. Do lý do á, bởi vì cô đã tiếp xúc với người trên cạn. Cô cũng cho Arthur biết rằng cậu có thừa kế khả năng của người Atlantis, bao gồm khả năng thở dưới nước và liên lạc với sinh vật biển. Một thời gian sau, Atlanna qua đời. Tom huấn luyện con trai mình, Arthur, để trở thành một người đàn ông tốt và có thể trở thành người anh hùng cho nhân loại. Sau khi Tom qua đời, khổ thân quá, Arthur rời ngôi làng của mình, rời ngọn hải đăng của mình và đi tìm về nguồn gốc của Atlantis. Issue kết thúc khi Aquaman trở thành vị vua của Atlantis và có người vợ tên là Mera. Anh tự gọi mình là Aquaman và cùng với người bạn nhỏ Garth, hay còn gọi là Aqualad, cùng nhau đi cứu thế giới như những người anh hùng của biển cả. Câu chuyện về Arthur Curry được mở rộng thêm vào Legend of Aquaman tập 1 issue số 1 xuất bản năm 1989. Trong đầu chuyện này, sau khi Arthur rời nhà đi tìm nguồn gốc của mình, anh đã tìm ra Atlantis. Bị nghi là kẻ xấu và bị bắt làm tù nhân, anh mặc áo da cam, đai lưng vàng và trang phục của tù nhân Atlantis. Arthur sau đó gặp một giáo sư già có tên là Ludi Lin Vulko. Ông đã dạy Arthur ngôn ngữ và tất cả mọi điều cần biết về Atlantis, từ lịch sử của vùng đất cho đến lý do vì sao nó đang là một thành phố vượt tầm so với những người trên cạn. Sau khi đã hiểu biết đủ về Atlantis, Arthur trốn khỏi tù và lập ra một bệnh viện thú y dành riêng cho sinh vật dưới biển. Vẫn giữ nguyên trang phục tù nhân, Arthur trở thành Aquaman và cống hiến toàn bộ sự nghiệp của mình để vào bệnh viện cả. Một thời gian sau, Aquaman kết nạp thêm cậu bé tên là Garth và biến cậu trở thành Aqualad, đồng đội của mình để bảo vệ biển cả. Sau này, Aquaman biết được tin Vulko đã dẫn dắt đoàn quân chống lại chính quyền và lật đổ ngai vàng của Atlantis. Trở về thành phố và được nhận làm công nhân chính thức của Atlantis, Arthur hé lộ với thân phận của mình và được người dân đón chào làm người thừa hưởng ngai vàng do là con của cố nữ hoàng. Từ đây, Aquaman chính thức là vua của Atlantis và trở thành người bảo vệ của bảy bể. Một điều mọi người cần hiểu đó là comics nó không giống như manga. Trong thế giới của DC Comics hay là Marvel Comics có một khái niệm có tên là reboot, và đó là lúc mà mọi lịch sử hay sự kiện diễn ra trước reboot đều bị thay đổi hoặc bị xóa sổ hoặc là viết lại hoàn toàn. Đó là điều đã xảy ra với Aquaman vào năm 2011 khi DC Comics tung ra loạt truyện mới tên là New 52 và reboot lại toàn bộ các nhân vật của họ. Lịch sử về Aquaman bị thay đổi hoàn toàn và câu chuyện được kể lại vào Secret Origin issue thứ 2 được xuất bản năm 2014. Trong đầu chuyện này, quá khứ của Aquaman bị thay đổi. Thay vì Tom cứu Atlanna thì Atlanna đã cứu Tom ra khỏi con tàu đang chìm trong một cơn bão lớn. Hai người sớm nảy sinh tình cảm và Atlanna mang thai. Xin rút khỏi ngai vàng để trở về với thế giới cạn để nuôi con, Atlanna bị trục xuất và bị bỏ tù. Tuy nhiên, cô đã thoát được và Arthur Curry đã ra đời. Hạnh phúc của nàng lại không được lâu lắm. Cô phải trở về với Atlantis do mối lo ngại rằng người Atlantis sẽ truy tìm cô và làm hại gia đình trên cạn. Khi trở về với biển, cô bị ép cưới đội trưởng bảo vệ kinh thành và sinh ra đứa con thứ hai tên là Orm Marius. Sau này được biết đến với cái tên là Ocean Master. Khi Orm lên 12 tuổi, cha của đứa bé, vua của Atlantis bị ám sát. Atlanna coi đây là cơ hội để trốn thoát khỏi Atlantis cùng Orm. Nudis Vulko, một vị giáo sư già và là người bạn của gia đình đã giúp Atlanna trốn thoát. Tuy nhiên, cô đã bị ám sát trước khi rời khỏi Atlantis. Sau đó một thời gian, Thomas Curry cũng qua đời và Arthur phải sống một mình trên căn nhà trên biển. Lúc này, Arthur đã là người đàn ông trưởng thành.
Arthur lúc này được một người đàn ông lạ xuất hiện, đến gặp và cho biết về dòng máu Atlantis của mình. Người đàn ông đó không ai khác chính là Nereus Vulko. Tuy được Vulko ủng hộ chiếm lại ngai vàng, hiện đang thuộc về Orm với cái tên là Ocean Master, Arthur từ chối và đưa ra điều kiện với Ocean Master rằng hắn sẽ được ngai vàng nếu hắn không chiếm đất liền. Tất nhiên điều đó đã không xảy ra bởi vì Ocean Master là một villain. Hắn đã đem quân đến và chiếm đất liền, khiến cho Arthur bắt buộc phải chống lại để cướp lại ngai vàng. Từ đây Aquaman được sinh ra và đây cũng chính là câu chuyện của Throne of Atlantis mà đã được chuyển thể thành phim cùng tên vào năm 2015. Throne of Atlantis là một đầu truyện cực kỳ hay của New 52 mà tôi nghĩ rằng bất cứ ai là fan của comics cũng nên đọc. Đây là phần khái quát sức mạnh của Aquaman. Aquaman ấy là một nhân vật phi thường nhưng mà hay bị đánh giá thấp bởi những series nhỏ lẻ từ những năm 90 như là Justice Friends hay như show Robot Chicken luôn đá xoáy khả năng nói chuyện với cá của Aquaman. Tuy nhiên, sau đây là một số khả năng của Arthur Curry mà tôi nghĩ rằng các bạn không thể biết được nếu như mà không nghe. Đầu tiên, siêu cường, Arthur có thể bê một cái ô tô, một cái xe tải, ném một cái máy bay, bê một tòa nhà, ném một tàu chở hàng và ném cả một phi cơ vào mặt bất cứ ai nếu muốn. Khả năng thứ hai là siêu kháng thể. Do là người Atlantis nên da siêu cứng, đạn bắn không thủng, kiếm đâm không xiên, Kryptonite cũng không làm gì được. Thể lực của Aquaman rất mạnh, chống được siêu lạnh, siêu áp suất dưới đáy biển. Ngoài ra, Aquaman còn có khả năng liên lạc và điều khiển mọi sinh vật dưới biển. Đây là lý do vì sao Aquaman hay bị trêu. Nhưng hãy tưởng tượng xem nhé, số lượng loài sinh vật dưới biển mà con người biết bây giờ không nhiều. Và tưởng tượng xem độ sâu dưới đáy biển là 11 cây số. Độ sâu mà con người khám phá ra được mới chỉ có 500m mà thôi. Với số lượng sinh vật dưới biển nhiều như thế, Aquaman có thể lôi một con như là con Kraken nào đó lên và làm gỏi cả New York thì sao? Ngoài ra, Aquaman còn sở hữu cả ngai vàng Atlantis và tất cả kho báu của nó. Điều này khiến Aquaman giàu hơn bất cứ ai trên trái đất và sở hữu bộ quốc phòng khủng nhất quả đất. Bên cạnh đó, trong kho báu của Atlantis còn có cây đinh ba mà Aquaman sử dụng. Cây đinh ba này cho phép Aquaman điều khiển nước, điều khiển thủy triều và đâm thủng người Superman. Kiếm của Wonder Woman và đinh ba của Aquaman là hai trong số những vũ khí hiếm hoi có thể hạ gục được Superman. Và kèm theo đó, kỹ năng chiến đấu của người Atlantis, Aquaman rất giỏi và nếu đánh nhau trực tiếp dưới nước thì Superman không chơi được. Nếu như đánh nhau trên biển và gặp Batman ấy, thì Batman cũng phải dừng lại thôi bởi vì bố của Aquaman tên là Thomas. Aquaman còn bá hơn như thế bởi vì các bác cần hiểu đó là thành viên của Justice League có một luật đó là không giết người. Batman không dùng súng, Superman không bẻ cổ ai cả, Wonder Woman cũng không được giết ai, nhưng Aquaman thì I don't care. Nếu bác nằm trong danh sách đen của Aquaman thì chỉ có hai tình huống có thể xảy ra, hoặc là bác bị Kraken làm gỏi, hoặc là bác bị lột da ra và cho Kraken làm gỏi. Phần còn lại Aquaman đem về làm đồ chơi cho con. Nếu Aquaman muốn, Aquaman sẽ giết. Và đó là tất cả những gì mà các bác cần biết về Aquaman Arthur Curry. Hy vọng đến đây các bác đã hiểu rõ hơn về nhân vật này và nếu có góp ý gì, hãy comment bên dưới để chúng tôi, những người làm phê phim biết và để cải thiện trong các sản phẩm sau. Nếu đây là lần đầu các bác đến với phê phim, hãy like và subscribe và hẹn gặp các bác lần tới. Samurai xin chào.